Người Công giáo Mỹ Tây Cơ tổ chức lễ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Benedict XVI, tin từ Mexico City. Người Công giáo ở thủ đô Mexico City đã tập trung tại ngôi Vương cung Thánh đường thế kỷ thứ 17 để cầu nguyện và vinh danh Đức Giáo hoàng Benedict XVI, người đã bất ngờ tuyên bố thoái vị trong ngày hôm qua. Nhiều người ở châu Mỹ Latin hy vọng vị tân giáo hoàng sẽ được bầu lên vào cuối tháng 3 sẽ là một người châu Mỹ Latin. Trong tổng số 1.2 tỷ tín đồ Công giáo, châu Mỹ Latin chiếm 42%, so với châu Âu chỉ chiếm 25%. Cha Alberto Fernandez nói rằng vị tân giáo hoàng sẽ không phải là một người châu Âu. Một người đi dự lễ cầu nguyện nói, ông ta nghĩ vị tân giáo hoàng phải có nhiều quan tâm hơn đối với châu Mỹ Latin, là nơi có đông đảo tín đồ Công giáo nhất trên thế giới. Nhiều người ở Brazil đang nùng nào chờ đợi ngày bầu tân giáo hoàng. Đang có nhiều dư luận cho rằng tân giáo hoàng có thể là tổng giám mục Odilo Schreger, đang lãnh đạo tổng giáo phận Sao Paulo của Brazil, hay là hồng y Leonardo Santri của Argentina. Bà Mariana là một người Công giáo ở Brazil nói rằng bà hy vọng tân giáo hoàng sẽ có quan điểm rộng rãi hơn về hôn nhân, chấp nhận hôn nhân đồng tính. Nhiều người Công giáo châu Mỹ Latin cho rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã ít quan tâm đến châu Mỹ Latin. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã viếng thăm châu Mỹ Latin nhiều lần, khác hẳn với Đức Giáo hoàng Benedict XVI.